Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Giáp Thìn, Ni sư Thích Nữ Như Hiền, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, trụ trì chùa Tân Minh, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, cùng ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ dân cúng pháp y nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, đồng thời trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 100 triệu đồng. Quang lâm và chứng minh buổi lễ của Ni trưởng Thích Nữ Giác Thành, Viện chủ Ni viện Vạn Hạnh, Ni trưởng Thích Nữ Giác Trung, Phó Ban Trị sự, Trưởng phân ban Ni giới thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Ni viện Vạn Hạnh cùng chư tôn đức ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thị xã Bình Long. Tại buổi lễ, Phật tử Ngọc Tuyết cung kính dâng lời khánh tuế và tác bạch cúng dường pháp y, nói lên tâm nguyện của những người con hoài niệm về hai đấng sanh thành, nồi gương tôn giả một kiền liên, sấm sanh pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa an cư kiết hạ. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho kẻ còn người mất đồng ân chiêm phước lạc. Sau lời tác bạch, chư tôn đức ni tụng sám Vu Lan, quý Phật tử trang nghiêm nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng. Nghi thức cài hoa hồng được diễn ra trong niềm xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc, bởi từng màu sắc của cánh hoa đã gợi lên cho người nhận niềm hạnh phúc hay sự thương tiếc xót xa. Ni sư Thích Nữ Như Hiền thành kính dâng lời cảm tạ tri ân lên nhị vị ni trưởng chứng minh và chư tôn đức ni, nguyện chư tôn đức được pháp thể khương an, chú quý Phật tử hưởng mùa Vu Lan hiếu hạnh vô lượng an lạc. Nhân mùa Vu Lan, Ni sư Thích Nữ Như Hiền tổ chức trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm gạo mì, nước tương, dầu ăn, nhu yếu phẩm và một bao thư tiền mặt đến với các hoàn cảnh khó khăn tại chùa Tân Minh và xã Thuận Phú, mang niềm vui mùa hiếu hạnh đến với bà con. Trưa cùng ngày, tại phòng phương trượng cung đối trước tôn dung nhị vị ni trưởng, Ni sư Thích Nữ Như Hiền và ni chúng cùng Phật tử chùa Tân Minh đảnh lễ khánh tuế, kính chúc nhị vị ni trưởng pháp thể khương an, đạo thọ miên trường, mãi là vầng thái dương soi sáng cho hàng hậu học trên bước đường tu học. Trong không khí ấm áp, ni trưởng Thích Nữ Giác Trung hoan hỷ và ghi nhận thâm tình của đệ tử môn đồ thứ chúng. Đại diện các cơ quan ban ngành cũng gửi tặng những lẵng hoa và quà chúc mừng đến Ni sư Thích Nữ Như Hiền nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024.